Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 6808 đến chương 6817. Tấm bản đồ kia dù sao thì cũng là thứ có thể bảo toàn tính mạng, cho nên đại lão gia đương nhiên là rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để người tìm ra được. Mà những người khác ở Thần Nhật Cốc cũng là vì đã có những bài học đẫm máu trước đó, cho nên bọn hắn cũng không dám có tham vọng, muốn một lần phát tài mà mất mạng. Trong suốt nhiều năm qua, bọn hắn từ đời này qua đời khác đều sớm quen thuộc với cảnh nghèo khó này. Mỗi ngày lên núi hái dược liệu đổi lấy đồ ăn, căn bản là không hề nghĩ đến việc để tìm thánh địa thảo dược trong truyền thuyết. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi ngày có thể được no bụng mới là trọng yếu nhất, căn bản không cần thiết mạo hiểm mà vứt đi tính mạng của mình. Vì vậy bây giờ, ngoài trừ Trương Hoàng ra, thì cũng không còn ai suy nghĩ tới tấm bảo đồ thánh địa thảo dược kia. Cho nên Lưu Yên cùng Lưu Vũ Hàng tí đệ hai người cũng chưa bao giờ nói cho Dương Thanh biết những chuyện liên quan tới nơi này. Vì vậy mới dẫn đến việc Dương Thanh hiện tại có mặt ở nơi này, nhưng không biết nơi này chính là thánh địa thảo dược trong miệng đám người Thành Nhật Cốc. Dương Thanh giờ phút này trong hai mắt tràn đầy tia sáng cực nóng. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nhìn thấy nơi nào có nhiều thảo dược như vậy, đồng thời mỗi một gốc đều là thảo dược trân quý như thế. Ngay cả gốc thảo dược mà anh lấy đi từ bên trong tiệm bán thuốc của Mã Thế Long ở cổ võ trung giới, so sánh cùng thảo dược nơi này đều không có giá trị gì. Thế nhưng là Mã Thế Long còn vì một cây cỏ thuốc như vậy mà ăn không ngon, ngủ không yên. Dương Thanh lúc này thậm chí có loại cảm giác muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, điên cuồng tu luyện. Một nơi linh khí dư thừa như thế, lại có nhiều thảo dược trân quý có thể luyện đan như vậy. Nếu tu hành ở nơi này thì tốc độ để tăng lên tu vi tuyệt đối sẽ là nhanh nhất giới cổ võ. Dương Thanh còn chưa từng đặt chân tới cổ võ thượng giới, nên anh cũng không biết tu luyện ở nơi này phải chăng có thể vượt xa cổ võ thượng giới hay không. Nhưng anh tin chắc rằng tại toàn bộ cổ võ trung giới không có khả năng tìm ra một nơi nào phù hợp để tu luyện hơn so với nơi này. Nơi này quả thực chính là nơi ở của thần tiên. Nếu có thể lưu lại nơi này tu luyện, vậy thực sự là quá tốt. Nhiều nhất chỉ cần thời gian một năm thì tu vi của mình nhất định có thể chân chính trở thành cường giả mạnh nhất trên thế gian này. Dương Thanh đứng tại bên trong thánh địa thảo dược, kìm lòng không được cảm thán. Dương Thanh hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Cho dù là chưa tu luyện, anh đều đã có cảm giác mình đã là cường giả vô địch. Anh thoải mái thở ra một hơi thật dài, trực tiếp duỗi hai tay hai chân nằm trên mặt đất mọc đầy thảo dược trân quý. Nhìn xem nguồn ánh sáng rực rỡ cùng vô số thảo dược đầy màu sắc sặc sỡ xuất hiện bên trong tầm mắt, không ngừng hít vào hương thơm mà thảo dược lan tỏa ra, Dương Thanh có loại cảm giác thoải mái mà cả đời này mình chưa hề được trải qua. Điều này vẹn vẹn chỉ là vì liên tục trải qua những thời khắc sinh tử, nên tràng cảnh hiện tại mới có thể để cho Dương Thanh cảm thấy thoải mái như thế này. Từ từ Dương Thanh nhắm hai mắt lại, anh giờ phút này chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái dễ chịu. Thế nhưng là ngay tại thời điểm Dương Thanh sắp thiếp đi, trong đầu của anh đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh. Có người vợ Tần Thanh Tâm yêu dấu cùng nữ nhi, còn có anh nhân cứu mạng Lưu Yên hai người, cùng hảo huynh đệ Mã Siêu và Ngô Hùng Bá bọn họ. Theo những hình ảnh kia lướt qua trong đầu, cảm xúc triệt để buông lỏng của Dương Thanh lập tức liền trở nên khẩn trương. Nhất là nghĩ đến tình cảnh của Mã Siêu và Ngô Hùng Bá bọn họ bây giờ, vẻ mặt Dương Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, thân thể Dương Thanh đột nhiên khẽ rung động một cái, thần thức truyền đến một tín hiệu nguy hiểm. Dương Thanh đột nhiên trở nên tỉnh táo, anh lúc này mới phát hiện ra, tại bên trong mảnh thánh địa thảo dược này, thần trí quan vậy mà bị ảnh hưởng cực lớn, triệt để quên mất chính mình. Làm cho Dương Thanh cảm thấy e ngại nhất chính là, thời điểm anh đang muốn mở mắt ra, lại có một cỗ lực lượng vô hình đang gắt gao áp chế. Cũng may tu vi bây giờ đủ mạnh, nên lúc này anh mới đột nhiên thanh tỉnh trở lại. Dương Thanh vừa mở mắt ra để đứng lên, sau đó liền phát hiện trước mắt
lại có mấy cặp mắt đang long long nhìn anh chằm chằm, khiến lông tơ toàn thân anh lập tức dựng đứng. Nhìn xem những cặp mắt đáng sợ trước mặt, nhưng anh lập tức sững sờ. Anh có làm sao cũng không ngờ tới nơi đây vậy mà lại có thể khiến tâm trí con người lâm vào mê thất. Nhân thân tại lúc vừa đến nơi này liền lập tức triển khai thần thức dò xét tứ phía, cũng không hề phát hiện ra có gì nguy hiểm. Ngoài trừ chóp mũi tràn ngập mùi thuốc cùng hương hoa ra thì bên trong này không có hương vị kỳ lạ gì khác. Nhưng mặc dù như thế, Nhân thân vẫn bị mê thất tâm trí, kém chút liền triệt để rơi vào luân hãm. Cũng may Nhân thân có thể chất đặc thù, thân thể của anh đúng là tại thời điểm gặp nguy hiểm nên lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo để anh rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Đoán chừng đối lại là những người khác thì tại sao khi nằm xuống sẽ rất khó có thể đứng dậy trở lại. Điều khiến Nhân Thanh cảm thấy kinh ngạc nhất vẫn là những ánh mắt dữ tợn trước mặt giờ phút này. Những ánh mắt này đương nhiên là dã thú bên trong vực sâu. Nhân Thanh lúc trước tại trong rừng rậm Thành Nhật Cốc cũng nhìn thấy qua dã thú tương tự như thế này. Chẳng qua mấy quái thú giống nhau như đúc đi thành bầy trước mặt thì là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Loại quái thú này hình thể thì giống như con hổ, chẳng qua so với loại hổ thông thường lại lớn hơn rất nhiều. Toàn thân được bao phủ bởi bộ lông sẫm màu và sáng bóng, móng vuốt của chúng sắc bén giống như những lưỡi dao tản ra hàn mang chói mắt. Hai mắt màu xanh đen của bọn chúng mười phần sắc lạnh. Bọn chúng vẻn vẹn chỉ là liếc nhau nên sẽ để người không thể khống chế mà toàn thân run rẩy, đồng thời bắn ra khí tức khát máu nồng đậm. Tại trên đầu của bọn chúng còn có một cái sừng cong như lưỡi liềm. Cái sừng cũng không lớn cho lắm, chỉ khoảng 20-30cm, nhưng là sừng thú kia là rất mỏng và cực kỳ sắc bén, giống như một thanh loan đao. Nhân thành lúc trước tại trong rừng rậm Thành Nhật Cốc vẻn vẹn cũng chỉ gặp được loài mãnh thú này hai lần, nhưng chỉ phát hiện riêng lẻ từng con. Loài quái thú này có số lượng ít nhưng sức chiến đấu lại là mạnh nhất. Nhân thành lúc đó bởi vì tu vi còn chưa phục, tại sao khi anh gặp được liền nhận ra dã thú này không dễ giải quyết, vì vậy không chút cho dự anh lựa chọn chạy trốn. Kết quả dã thú kia vẫn đuổi theo không bỏ. Cho dù Dương Thanh đã cẩn thận từng ly từng tí tránh né hoặc tìm thứ ngăn cản, vẫn là bị một chút tổn thương. Sau khi trốn thoát, Dương Thanh thậm chí còn có loại cảm giác như sống sót sau tai nạn. Dã thú này tại trong mắt của anh thực sự là quá khủng bố. Lúc đó anh hết sức rõ ràng nên như có lập tức chạy trốn mà trực tiếp dừng lại cùng dã thú kia giao thủ, tuyệt đối sẽ bị dã thú kia đem anh miễu sát. Về sau, tại thời điểm mỗi một lần trở về nhà Lung Yên hoặc là quay lại Sơn Miếu, Nhân Thanh đều vô cùng cẩn thận. Nếu gặp những dã thú khác thì còn tốt, anh chỉ lo lắng gặp phải loại dã thú này. Thật sự không nghĩ tới, bây giờ ở đây, vậy mà một lần gặp phải cả bầy 6 con dã thú hung hãn. Cho dù Nhân Thanh bây giờ tu vi đã khôi phục, nhưng đối mặt với loại dã thú này, trong lòng của anh vẫn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Khí tức của dã thú này thực sự là quá mức cường hãn. Nhân Thanh mở mắt ra, nhìn thấy những dã thú này vừa vặn xuất hiện ở trước mặt anh, đồng thời không chút do dự mở ra cái miệng to như chậu máu hướng về cổ của anh liền đớp tới. Nhân Thanh căn bản là không có thời gian để suy nghĩ, hai tay vô thức nắm lên bùn đất trên mặt đất, hướng về mắt đám dã thú trước mặt đột nhiên vung tới. Đồng thời thân thể của Nhân Thanh nháy mắt cũng vọt lên thật cao, sau đó lao nhanh về phía xa. Wow! Đám dã thú kia không có ngờ tới Nhân Thanh vậy mà lại kịp né tránh. Cho dù hai mắt đã bị bùn đất bắn trúng, nhưng cái miệng lớn của bọn chúng vẫn đớp tới. Chỉ có điều Nhân Thanh bây giờ đã khôi phục tu vi, tốc độ cũng cực nhanh, nên bầy dã thú cuối cùng chỉ thấy mất đà, chuối trên mặt đất. Thấy Nhân Thanh rời đi, hung quang trong hai mắt sắc bén của lũ dã thú càng đậm hơn. Nhân Thanh trợn mắt gầm lên, sau khi quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Nhân Thanh lập tức phóng đuổi theo anh.